Đấy các bác, cây rổi giống như này này. 3,5 năm. Cây đã cho thu hoạch một lứa và bây giờ đã có hoa như này rồi. Đấy. Các bác thấy kết rồi ạ. Đây các bác. Đây chỉ là một cành thôi. Rất là nhiều luôn các bác. Đây, các bác nhìn này. Đây. Ok không các bác? Đấy. Các bác thấy ok thì các bác hay cho em một like và các bác chia sẻ video ủng hộ em nhé các bác nhá. Đây các bác. Hãy đăng ký kênh ủng hộ em nhé các bác nhá. Xin chào các bác. Em chúc các bác một ngày thật nhiều năng lượng, trồng trọt và chăn nuôi thành công. Hiện tại em đang đứng ở nhà cô em các bạn. Và trước mặt các bác đây là cái cây rổi mà đã 3 năm rưỡi rồi. Cái cây này là trồng cùng với cái cây ở trong nhà em các bạn. Bây giờ em sẽ quay sát hơn cho các bác xem nhé. Đây các bác. Cây này là mới thu hoạch một lứa xong, mới thu hoạch tháng 10 xong các bạn. Đấy, mới thu hoạch xong mà cái cây này nó đã cho hoa kế tiếp như này rồi các bạn. Đây là một cái đặc điểm của cây rổi nha các bác nhé. Là trong quá trình mà cái hạt chuẩn bị thu ấy, thì cái cây nó sẽ ra hoa lứa tiếp theo này. Các bạn. Đây các bạn. Đấy. Rất là nhiều hoa các bác. Nói chung là mình phải để tay như này thì nó nhìn mới rõ được các bạn. Đây các bác. Các bạn thấy không ạ? Đây. Đây các bác. Đấy. Rất là nhiều các bác ạ. Chuyển của cành này. Đây các bác. Đây. Đây các bác. Mới thu một lứa xong các bạn ạ. Cây 3 năm rưỡi nhá. Bây giờ em sẽ đứng sát xa cho một chút, em quay cái cây này cao như nào cho các bác xem. Cây đứng một mình, trồng một mình các bạn ạ. Cây trồng ở trên đồi. Cái nền đất này là cái nền đất là người ta dùng máy ủi người ta san ra các bạn ạ. Nên trên này hầu như là đất rất là bạc màu nhá, không có một tí cái gì là cái phân phước gì đâu. Đấy. Chẳng có nước nôi gì luôn các bạn ạ. Nước thì nó phải là nước ở dưới này, này các bạn này. Nước phải ở dưới kia. Đấy. Dưới này là có ruộng. Còn đây là trên ngọn đồi ấy. Và bây giờ em sẽ quay lên, quay chiều cao cho các bác xem nào. Cây này cao tầm khoảng 6 mét. 6 mét các bạn. Đấy. Và em sẽ quay sát cho các bác xem. Đây. Không, các bác lại bảo là em quay có một cành thôi. Một cành là theo hoa. Không phải các bác nhá. Cành nào cũng có hoa luôn. Đây các bác. Các bác thấy không ạ? Em với cành cao cho các bác xem. Cành khác. Đây các bác. Đấy. Đây các bác. Cành này. Hoặc là cành này. Đấy. Quay cành cao hơn cho các bác xem này. Đấy, cây giống chất lượng không các bác? Mới cho thu hoạch một lứa xong các bác nhá. Một vụ. Nói chung là cũng là lộc trời các bác ạ. Cũng được động viên rồi. Một lứa sau vụ xong ấy. Còn vụ này thì hoa nhiều hơn này. Đây các bác. Em quay cao cho các bác xem. Cây này tính ra đường đường vanh cây này được khoảng ấy nhỉ? Là gì? Ở 50. Các bạn tầm 50. Đây các bác, em quay cái hoa của nó cho các bác xem. Em tìm một bông hoa rổi cho các bác xem nhé.
Đây các bác, hoa rổi này. Đây các bác, đây này, hoa này các bác này. Đấy, hoa của nó xong thì bây giờ nó sẽ như này. À đâu, đây là hoa rổi các bác nhá. Hoa rổi đấy. Sau này những cái bông này nó sẽ nở ra như này các bạn. Nó nở ra như này này. Trong cái này nó có một cái, các bạn thấy không, nó có một cái núm 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 đấy. Sau khi cái núm đấy, cái hoa nó rụng xuống các bạn. Nó rụng xuống thì nó sẽ cho một cái như này. Đây các bạn. Cái này mới chính là cái kết tinh của bông hoa các bạn ạ. Sau này mỗi một cái núm này các bác ạ, nếu mà cái núm này các bác, cái núm nào mà nó ra quả và nó ra hoa, nhưng cái núm nào nó rụng nó sẽ rụng, còn những cái nào nó đậu thì nó sẽ ra một cái chùm chùm như này các bác ạ. Một chùm hạt rổi như này này. Một chùm như này. Các bác để ý trên màn hình nhé, em sẽ dùng một cái ảnh em để vào các bác xem. Đấy các bác thấy không? Nó giống như thế các bác ạ. Đó. Em quay lại cho các bác xem một lần nữa. Ví dụ như chỗ này nó đậu hết, nó sẽ ra rất là nhiều luôn các bạn. Đây. Bây giờ em sẽ chuyển qua cành khác cho các bác xem. Đây các bác. Thì nó nở chắc tầm khoảng 1-2 tuần nữa các bạn là nó lại ra rất là nhiều hoa luôn các bạn. Em với cành cao cho các bác xem này. Đây. Em vừa cho các bác xem qua về cái cây dổi này. Thì em vẫn nhắc lại cho các bác là cái cây này là mới trồng được 3 năm rưỡi các bác ạ. Cây rất là nhiều hoa và đã cho thu hoạch một lứa rồi. Nói chung là mình làm, mình xác định làm trang trại các bác ạ. Là mình phải xác định là phải có, là phải thời gian lâu các bác. Chứ mình muốn trồng luôn và có luôn thì cũng lâu lắm các bạn, cũng khó lắm các bạn. Đây là cây này là cây dổi ghép nhé các bác nhé, không phải là cái cây dổi thực sinh. Nếu mà cái cây dổi thực sinh thì tầm này nó chưa có tí nào đâu. Cây dổi thực sinh thì ít phải 8 đến 10 năm thì mới cho hoa các bác ạ. Nhưng mà cây này đã cho thu hoạch một lứa rồi. Đấy. Nói chung là mình bỏ tiền ra, mình đầu tư cái cây giống ngay từ ban đầu, mình bỏ ra một lượng tiền thì nó nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại là cái khoảng thời gian mà mình thu hoạch được cái hạt của nó và mình thu được cái thành quả thì nó sẽ nhanh hơn so với những cái cây mà mình trồng bằng hạt. Còn các bác còn đang chần chừ, còn đang băn khoăn thì cái này thì cũng tùy các bác thôi. Hiện tại trên thị trường bây giờ thì cây dổi thì cũng có nhiều nơi bán các bác ạ. Một cái quan trọng là cái chất lượng cây dổi nó như nào thôi. Như bên em thì là cây giống là được bên Sở Khoa học và Công nghệ cấp phép, cho phép nhân giống các bạn ạ. Cây giống là đảm bảo chất lượng các bác nhá. Đây là những cái cây mà thuộc dự án giảm nghèo của tỉnh Hòa Bình các bác ạ. Cây giống của nhà nước các bác nhá. Nên các bác yên tâm về cây giống rồi. Ví dụ như người ta làm dự án giảm nghèo mà các bác người ta phát cho người dân đấy các bác. Người ta nghèo rồi mình còn phát cho cái cây giống nó lại không chuẩn nữa thì cũng khổ người ta. Người ta mất công trồng còn mất mấy năm để mà chăm sóc nữa. Thành ra là cây giống cung cấp cho người ta là phải chuẩn. Đây là một trong số rất là nhiều cây của bên em các bác ạ. Đây cũng là bông hoa đúng không ạ? Hoa rồi. Ôi, em ngược sang bên em quay cho các bác xem. Cái cành này rất là nhiều luôn. Đây các bác. Đây. Nói chung là
để mà nhìn quay các bác, em dưa cao các bác xem. Đây các bác. Đây. Các bác thấy không ạ? Trên này nè các bác này. Đây. Còn bên này nữa các bác. Đây các bác. Thấy không ạ? Đấy, cây giống, cây hạt dổi là phải như này các bác. Các bác có nhu cầu về cái cây giống thì các bác hãy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại ở trên màn hình video các bác nhé. Các bác muốn đến tham quan thì có thể đến theo địa chỉ trại giống Hòa Bình, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.